Dạ, kính thưa với cô chú cùng anh chị, mà nơi mà đoàn vừa thắp hương xong thì ở đây gọi là An Sơn Miếu. Nó là nơi thờ Thứ Phi Hoàng Phi Yến, vợ thứ của chú Nguyễn Ánh ạ. Câu chuyện này đã được truyền miệng ở trên đảo là hơn 200 năm. Và đây cũng là câu chuyện truyền thuyết, cho nên có một số tình tiết hư cấu. Nhưng cho dù là hư cấu đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không ngoài mục đích là nhằm để ca ngợi một người phụ nữ trung kinh tiết liệt. Và câu chuyện này bắt đầu vào cuối thu năm 1783. Lúc bây giờ thì Nguyễn Ánh và vị thất trận ở cửa biển Cần Giờ, ông mới vượt biển ra Côn Đảo trú ẩn. Cùng đi thì có Thứ Phi Hoàng Phi Yến, vợ thứ của ông, Hoàng tử Hội An và một số bề tôi thân tín. Thì sau khi ra đến Côn Đảo rồi, ông mới cho kết hợp với lại số cư dân có sẵn ở trên đảo này và chính thức lập nên ba làng. Đó là làng Cỏ Ống, ngay bên sân bay Cỏ Ống. Làng An Hải là nơi đoàn mình đang dừng chân, làng An Hội ở bên trong. Thì sau khi mà thành lập làng xong mà do là thất bại liên tục nữa, cho nên ông mới nghe lời khuyên của Binh de Binhen là xin cầu nguyện quân Pháp để đánh lại với nghĩa quân Tây Sơn. Lúc bấy giờ thì đức bà Phi Yến biết được tin này, bà mới ngỏ lời khuyên can và nói rằng việc đánh nhau với nghĩa quân Tây Sơn đó là chuyện trong nhà. Chúa công nên tìm người tài đức ở trong nước, đừng nhờ sức mạnh bên ngoài. Nếu mà có thắng thì cũng chẳng có vẻ vang gì đâu. Mà thiếp e rằng còn lắm điều rối rắm về sau nữa. Chỉ với mấy lời khuyên thôi mà Nguyễn Ánh đã nổi trận lôi đình và cho rằng bà có ý thông đồng với nghĩa quân Tây Sơn là ngăn cản bước tiến của ông. Chính vì vậy mà ông mới truyền lệnh là chém đầu bà. Nhờ có một số quan trọng thần hết lời xin giảm án kép thì ông mới mà truyền lệnh là giam bà vào một cái hang núi ở trên cái hòn đảo hoang vắng nằm về phía tây nam của hòn đảo chính này, tức là hòn bà ngày nay. Thì sau khi mà giam bà xong mà ông mới nhận được tin báo là nghĩa quân Tây Sơn sắp đuổi đến Côn Đảo rồi. Ông mới cùng đoàn tùy tùng này xuống thuyền để chạy ra Phú Quốc để trốn tiếp nữa. Nhưng lúc bấy giờ thì hoàng tử tìm không thấy mẹ mình ở trên thuyền, mới khóc đòi mẹ. Và có một quan cận thần mới kề tai nói nhỏ với hoàng tử là mẹ của hoàng tử bị cha giam ở lại trên đảo rồi, không cho đi theo. Thì nghe xong đó, lúc bấy giờ hoàng tử khóc lớn hơn và đòi mẹ là phải cho đi, xin lỗi đầu cha là phải cho mẹ đi theo. Nếu mà cha không cho mẹ đi theo thì con không đi với cha đâu. Có sống hay là chết gì thì con cũng ở lại với mẹ mà thôi. Thì trong lúc nguy nan cấp bách tặng nghĩa quân Tây Sơn thì sắp đuổi đến rồi, con đừng có khóc đòi mẹ. Và ông cho rằng đứa trẻ này mới lớn mà nó đã a tòng với người mẹ của nó, là ngăn cản bước tiến của mình rồi, mà không trừ bây giờ lớn lên không chừng nó là mối họa lớn của mình. Thì trong lúc tức giận như vậy, Nguyễn Ánh đã tóm lấy hoàng tử ném xuống biển luôn. Lúc bấy giờ hoàng tử vượt khoảng 5 tuổi thì mới chết chìm. Xác mới trôi dạt về làng Cỏ Ống và được dân làng ở bên làng Cỏ Ống dứt xác lên chôn cất, lập miếu thờ gọi là Thiếu Gia Miếu hay là Miếu Cậu. Nếu như trong đoàn mình có ai đi sang bãi đầm trầu tắm biển thì mình sẽ đi ngang mộ và miếu của hoàng tử. Tương truyền rằng bà không chết bên hòn đảo nhỏ đó. Bà được con hắc hổ với lại con vượn bạch cứu bà ra khỏi hang đá này và đưa bà về đến tận làng Cỏ Ống nơi có phần mộ của con trai bà, thì hai con vật mới dừng lại. Người dân đó là ở đây mới là đến kể lại sự việc cho bà nghe và xót thương cho hoàn cảnh của bà. Thì người dân đã làm một ngôi nhà nhỏ cạnh bên ngôi mộ này để sinh sống, cũng như là sớm hôm lo phần hương khói cho đứa con trai xấu số của bà. Cho đến năm 1785 tại làng An Hải đây, thì theo thông lệ hàng năm thì có một mở một buổi lễ đàn trai để cúng cầu an cho dân làng. Trong lần này là vào tháng 10. Thì lúc bấy giờ thì trong ban hội tề mới cử 4 người nữa khiên kiệu sang làng Cỏ Ống để rước bà về đây dự lễ cho thêm phần long trọng. Mà trong 4 người kiên kiệu này có một tên biệt thi, y ta đã trộm nhìn dung nhan của bà, không cầm được lòng tà dưỡng trước sắc đẹp của bà. Đêm hôm đó bà nghỉ lại làng An Hải này một đêm, thì tên biệt thi này mới giả vờ say rượu và lén vào cấm phòng của bà định dở trò sầm sỡ. Nhưng vừa mới chạm vào tay bà thì bà đã chợt tỉnh giấc và truy hô lên. Thì dân làng An Hải đây đến bao vây lại, bắt tên biệt thi này đem đi giam giữ. Mà theo luân lý xưa, chỉ cần chạm đến tà áo hay là bàn tay thì coi như đã xúc phạm đến tiết mạng rồi. Chính vì vậy bàn tay bà tên biện thi này chạm vào bà cảm thấy dơ dãy quá, tự tay bà chặt đứt bàn tay này và nhờ một người đem đi chôn rất là xa. Nhưng sau đó bà vẫn chưa hết nỗi lòng tủi nhục của bà và bà đã thắt cổ tự vẫn trong đêm hôm đó luôn. Đến sáng hôm sau thì dân làng Cỏ Ống biết được tin này mới cầm gậy gọc giáo mắt sang làng An Hải đây, buộc dân làng An Hải làm sao cho bà sống dậy, nếu không họ sẽ tiêu diệt hết những người dân bên làng An Hải này. Họ nói rằng đưa bà về đây dự lễ rồi không lo cho tính mạng của bà. Nói thì trong lúc mà hai bên xảy ra xung đột thì có một viên hải trắng, ông mới đứng ra phân xử và nói rằng sống chết là do số trời đã định rồi. Nếu như mà trời đã an bài cho bà yên nghỉ tại làng An Hải, hãy để cho dân làng An Hải lo việc an táng bà, sau đó lập miếu thờ bà để tạ tội với bà.
còn tên viện kia thì giao nộp cho dân làng có ống được toàn quyền định đoạt. Sau khi dân làng An Hải đây ăn táng bà xong, có làm một ngôi miếu ngay vị trí này thờ bà, thì mọi người mới tôn sùng bà là người phụ nữ trung trinh thiết liệt. Còn tên viện thi thì dân làng có ống đưa ra xét tử bằng hình thức bá đao. Câu chuyện này xảy ra vào thế kỷ 18, bước sang thế kỷ 19, thực dân Pháp họ chiếm Côn Đảo. Vả lại bà là người đã ngăn cản chúa Nguyễn Ánh không cho cầu nguyện về quân Pháp để đánh lại với những quân Thanh Sơn. Còn trong thời thực dân Pháp cai trị ở đây đó, để cho dễ quản lý tù nhân mặt, họ mới cho di dân thuộc từ Côn Đảo trở về đất liền hết. Ở đây không có dân thuộc, chỉ nếu có chăng chỉ là gia đình của vợ con binh lính mà thôi. Thì chính vì vậy mà không ai tới lui đây hương khói, thì ngôi miếu này mới sụp đổ hoang tàn. Đến năm 1959, ông trưởng ty ngân khố tỉnh Côn Sơn, ông đã xem qua sổ lược và biết ra đây có một người phụ nữ trung trinh tiết liệt đáng kính. Ông mới đề nghị với cấp trên trích một quỹ khoản tiền phúc lợi của địa phương cộng với sức tù làm lại ngôi miếu ngay trên nền cũ này, đặt tên là An Sơn Miếu, tức là nơi yên nghỉ của bà dưới một chân núi. Và đức bà Phi Yến thì có tên, có tụng tên no tục là Lê Thị Râm, người con gái làng Vĩnh Long. Hoàng tử Hội An có tên tục là Cải. Người trong thời bây giờ mới đặt ra hai câu hát ru: gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay, để nói về đức bà và hoàng tử. Hàng năm cứ vào ngày 18 tháng 10 âm lịch, chính quyền cùng với nhân dân ở trên đảo đều tổ chức lễ dỗ cho bà rất là trang trọng, và đều là cúng chay hết để tưởng nhớ đến vì một buổi lễ đàn chay mà bà phải bỏ mạng.